Chào em. Em là Hoàng Thị Mai Hương. Năm nay Mai Hương bao nhiêu tuổi? Mai Hương, năm nay em 28 tuổi ạ. Em ở Hoa Thanh Quế. Hoa Thanh Quế là quê Thanh Hóa quê đấy. Thanh Hóa. Thế hôm nay Mai Hương sẽ tham dự phần thi gì? Khẩu thuật đảm bảo. Anh nghe thành phẫu thuật màn bầu. Khẩu 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 à khẩu. Vâng, xin mời. Bây giờ em muốn là dùng tên Mai Hương luôn đúng không? Chứ không phải là nghệ danh hả? Cái này là rất khó. Bây giờ tôi chỉ muốn hỏi bạn là bạn đến với cuộc thi này có thật sự nghiêm túc không? Em rất là nghiêm túc. Tôi chỉ yêu cầu rằng bạn có thể đi vào cánh gà, cởi bỏ bộ trang phục mà bạn đang có, ướp cái trò lố của bạn lại, thay một bộ trang phục bình thường, quay trở lại đây với chúng tôi. Chúng tôi sẽ cho ý kiến với các bạn. Em thất vọng vô cùng, rất là thất vọng hình ảnh. Anh thất vọng chứ, tôi là tôi tức giận đó. Yeah. Bởi vì tôi là một diễn viên và tôi cũng là một người thường xuyên đóng những nhân vật nữ. Tôi cảm thấy mình bị xúc phạm cái nghề nghiệp của mình. Bởi vì tôi thấy là cái hình ảnh mà bạn ấy tạo hình xấu quá. Bước ra là em chào anh Huy Tuấn này kia, cái kiểu bạo hình bạo dạng như vậy là một cái kiểu gây cười mà tôi lại không ưng. Em thấy bạn ấy có khả năng, em muốn cho bạn một cơ hội là để bạn trở thành một con người thật của bạn. Thì khi bạn trở thành con người thật của bạn thì mình mới đánh giá được rằng là bạn ấy có thật sự nghiêm túc đến với cả cuộc thi đấy không. Hôm nay số tiền của bạn nhé. Xin chân thành thứ lỗi tất cả các chị dành cho em. Được, em xin tố bài chống cự. Bạn quay trở lại với đúng con người thật của bạn. Tôi thích cái con người thật của bạn đang đứng ở trước mặt tôi và phần trình diễn của bạn. Không biết nó là do sức khỏe của bạn ngày hôm nay hay là không. Thỉnh thoảng trong cái diễn tấu bằng giả cách giả giọng đó thì tôi vẫn nghe đó là hơi người chứ không phải là hơi của cây đàn lọc. Bây giờ sẽ là phần quyết định của ban giám khảo. Tôi đồng ý cho Duy Dũng vào vòng trong. Em cảm ơn anh Duy Tuấn ạ. Tôi cũng đồng ý cho bạn Duy Dũng. Em cảm ơn chị Thúy Anh. Dù cho bạn có một cái lợi thế là bạn đã được đa số đồng ý rồi, nhưng mà bạn biết là trong cái phần trình diễn của bạn vẫn còn nhược điểm chứ chưa hoàn toàn hay, cho nên dù bạn thắng nhưng tôi vẫn nói là tôi không đồng ý. Em cảm ơn anh.